Đây là cái máy ép nhựa rồi các bạn. Thì cái máy này mình mua từ lúc mở tiệm đến giờ, tức là tháng 9 2011. Bây giờ nó cũng nằm nó cả chục năm. Thì cái máy này lúc trước á, là mục đích á, là mình để mua về vừa ép nhựa nè, vừa cán mang. Tức là lúc thời điểm đó mình đang hướng tới là in mấy cái tem nhãn với số lượng ít. Thì để mình cán mang cái này. Tuy nhiên khi mình về thì mình thấy cái, khi mình làm như vậy thì cái gia công nó rất là lâu. Thứ nhất là lâu in ra thôi cán mang, và với cái số lượng nó thì cái lợi nhuận nó không bao nhiêu hết. Thế đó mình sẽ bỏ cái này qua, mình làm cái ép nhựa không thôi. Bây giờ các bạn thấy đây là cái bộ bộ motor của nó, là thấy khủng khiếp không? Cái máy này máy lớn lắm, bộ motor này rất là khủng khiếp. Thì đây là cái motor, đây là cái motor của nó. Còn đây là cái nó chạy bằng xích. Nó chạy bằng xích như thế này nè. Thì đây nó chạy bằng xích, thì đây là nó kéo hai cái lù lô ép, hai lù lô ép phía trước nè. Còn cái này thì nó kéo cái lù lô nhiệt. Thì đây nó có nhiệt nè. Nhiệt ở bên kia thì ở đây nó có cái nút, khi mà mình đóng điện thì nó có chốt đóng điện vào thì nó mới chạy nha. Chứ bình thường xúc cái chốt này ra thì nó không có chạy đâu. Thì cái này biết motor này hiện tại bây giờ là nó sẽ không có, nó bị kẹt cái nhau chỗ này nè. Mình tháo ra mình làm. Thì ở trong đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái bóng điện rất là lớn. Ở trong này nó có một cái bóng điện này. Ở đây mới có một bóng điện này. Đây lù lù cho nó ép, đồ dưới ép thì nó có cái chức năng ở trong cái mạch điều khiển của nó như thế này nè. Thì nó có cái chức năng này. Đó, cái này là cái mạch điều khiển của nó ha. Hình như cái máy này là ký hiệu của nó như là FM830 mà mình không biết tên nó là tên gì. Để coi tìm cái tên nó thôi. Tìm cái tờ nó nha. Đây thì chỉ có cái bảng này thôi, chứ còn không biết ở đây có phải là cái model, cái tên. Hình như đây là cái tên đó nè, đúng rồi. Đây là cái model của nó, model này là F830 nè. FM830 đây là cái model của nó ha. Đó, tức là đây là những cái công việc của nó làm. Thì cái máy này lúc trước mình mua 9 triệu, mình mua ở trong Sài Gòn cái chỗ đâu mà 168 Lý Thái Tổ các bạn. Lâu quá rồi không nhớ cái địa chỉ chỗ đó ha. Thì cái máy này nó ép với số lượng mà các bạn mà chạy ép số lượng nhiều á thì cái máy này thật là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đều có thay giá thành, nó đầu tư nó rác quá nên là có thể là các bạn sẽ không có hướng tới cái dòng máy này. Đây các bạn thấy cái motor đó nè. Thì đây nó chạy, có thể là lâu ngày cái bạc ở trong đây nó có cái bạc nữa. Có thể là lâu ngày nó bị rít, đợt trước nó có rít một lần là mình đã tháo ra rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra mình làm thôi. Thì đây là cái dòng máy rất là lớn. Do đó là mình nghĩ đối với những cái tiệm mà đã ví dụ số lượng các bạn ép nhiều ấy, hàng ngày các bạn ép nhiều thì các bạn cũng nên đầu tư con này. Tại vì cái con này tuy đầu tư nó mắc nhưng mà nó sử dụng rất là bền. Các bạn biết là 9 năm rồi thì cái số lượng ép của nó rất là khủng khiếp ha, chứ không phải là số lượng nó ép đâu. Mình xài vào đó giờ nó rất là tốt, nên do đó là mình khuyên các bạn nếu với số lượng mà có số lượng các bạn ép thường xuyên mà ép nhiều nha, chứ còn với số lượng ép ít quá thì các bạn đầu tư với số tiền như vậy thì các bạn khó lấy lại vốn. Còn đối với những cái tiệm mà nó lớn, nó phát triển tốt, việc các bạn ép nhựa hay là một số cái gì đó mà nó ép liên tục, ví dụ như ép giấy tờ, ép giấy kia cái gì đó liên tục, thì các bạn cũng nên đầu tư con này. Tuy mới đầu nó đầu tư giá thành nó hơi cao, rất là cao, nhưng mà bù lại nó có sức bền. Thì bây giờ 9 triệu 10 năm thì 1 năm cho nó chi phí là 900 ngàn, trừ chi phí của nó mình sẽ khấu hao cho nó 900 ngàn, thì 10 năm thì có thể mình kết nói gì cho chứ ép trong vòng khoảng mấy năm thôi người ta lấy lại vốn rồi thì mình cái khấu trừ như vậy thì để cho nó các bạn biết cái độ bền của nó như thế nào ha. Rồi sẵn đây tháo ra thì cũng cho các bạn xem cái bộ lồng của cái máy thôi, sơ sơ thôi ha. Các bạn muốn cứ tìm nhau dòng này thì các bạn cứ lên đánh cái tên nãy mình vừa nãy đó, để các bạn coi nhu cầu của mình thế nào, túi tiền của mình thế nào và cái công việc của mình làm thế nào, các bạn hãy nên đầu tư ha. Còn nếu mà mình thì mình khuyên các bạn là nếu mới mở nhỏ thì các bạn nên đầu tư những cái dòng máy nó vừa phải thôi.
thì để cho nó hợp túi tiền mình, tránh cái đầu tư khi mà mình đầu tư nhiều quá mà khi mà mở tiệm ra mà không có dịch vụ đó thì mình bỏ rất tiếc. Tại vì các bạn biết là khi mà trong dịch vụ photo in ấn chúng ta có một cái gì nè, khi mới mở ra thì chúng ta cái gì cũng ham làm. Ví dụ như khách chỉ hỏi mới mà khách hỏi tới ở dịch vụ đó một hai lần rồi mình sẽ đầu tư vào máy móc, rồi xong một hai lần làm cho khách đâu một hai lần xong là bỏ xó tại vì không còn nhu cầu nữa. Nên đó là khi mà mình muốn đầu tư một cái gì trong cái dịch vụ của mình thì mình phải tìm hiểu và chờ thời gian coi thử cái thị trường như thế nào thì mình mới đầu tư ha. Còn nếu mà những cái dịch vụ đó mà ở tại địa phương mình không có thì mình cũng nên đầu tư, tại vì cái đó là mình đi trước. Cái này lâu ngày nó bị xét cái cho khúc như này nè, nên là cái motor khi mà nó quay rất là nặng, thì đó mình phải dùng cái giấy nháp mình chà cho cái những cái xét nó bay về, tầm nữa mình sẽ bôi mỡ bò. Ở trong đây là nó chạy, nó có cái phốt đồng như này nè, trong này nó có cái phốt đồng, thì đó là khi mình bỏ vô đây là mỡ bò nè ha. Nói chung nữa mình sẽ chét thêm vào trong đây, còn bây giờ cái này mình xử lý là làm sao cho cái này nó nhẹ nè thì nó mới quay được. Lâu ngày nó đóng xét là nó sẽ bị cứng nhắc. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mỡ bò vô. Cho mỡ bò vô đây chút cho nó trơn. Rồi đây chét thêm chút mỡ bò nữa cho nó ha. Sẽ bỏ cái này vô nè. Khi mà bỏ vô là quay á, cảm giác nó nhẹ ha, nó không có nặng. Cái này là cái nắp của nó. Rồi. Đây là nó có ba ốc nè. Nó có ốc này, dạng này ốc cái trước. Ốc kia thập nữa nó còn bỏ trong cái một cái miếng bát đó. Cái máy này hầu như thì nó chỉ bị cái bộ phận chỗ cái cốt này thôi à. Mình lấy ra mình vệ sinh cho nó rồi mình bỏ vô thì nó chạy được hết, nó không có vấn đề gì. Cái bát này là mục đích là để nó giữ cái motor này nó dính vô trong đây nè. Đó, cái bát này. Cái bát này nó sẽ giữ nha. Đó. Nó có tác dụng để giữ cái motor thế này, giữ đứng vậy nè. Để motor kéo. Bây giờ khi trước khi ráp vô mình thử coi thử là cái motor nó chạy được chưa thì mình sẽ test thử nha. Nếu cái trục này nó quay thì motor nó sẽ quay. Nó vậy. Giờ mình sẽ gắn cái bảng bát vào. Rồi
bây giờ tiếp theo mình sẽ gắn điện vào. Rồi mình để nó xuống đây. Có sợi dây điện rất là dài ha. Giờ bật điện lên nè. Đây là nút chạy lên. Đây nãy gắn vô là nó bị hư cái công tắc này nè. Hư công tắc này phải đi mua công tắc thay. Rồi nó bị hư cái chỗ rờ le nữa. Đây nó có một cái rờ le phải thay luôn. Này thì phải nhờ thợ điện xuống thay nè. Nếu các bạn gặp tình trạng này thì các bạn phải đem ra chỗ có thợ điện người ta làm rồi. Chứ mình thì mình không có chuyên môn gì trong cái ngành này ha. Cái rờ le này thì nó có tác dụng là nó trên đây lúc trước là nó có một cái nắp bảo vệ. Khi mà mình ụp xuống á, thì mình đẩy con chốt qua thì cái nắp nó đập xuống, thì đẩy con chốt qua thì nó sẽ đóng cái rờ le này, thì nó mới đóng được điện để cho cái motor nó chạy. Nhưng mà lâu ngày lắm cái nắp ốp này nó bằng nhựa, do đó nó bị teo, do đó mình tháo ra luôn. Và khi mà mình chạy á, là mình sẽ đóng, mình sẽ bỏ cái con chốt này nè, chốt này của nó đây như thế này nè. Đây nó có cái lỗ mình đóng vào. Đó, mình đóng vào vậy thì nó mới đóng được cái rờ le phía bên này. Đó mới đóng được cái rờ le mới ha. Rồi bây giờ mình bỏ là mình thử ha. Gắn cái chốt vô, gắn điện cho. Cái máy này lâu lắm rồi đó. Nên là phải số cái nó hư. Rồi bây giờ nối xong rồi cắm điện vô thử. Bây giờ bật công tắc lên. Đây, bây giờ điện nó lên ha. Điện lên bây giờ mình đóng cái rờ le đó mình coi, mình bật cái nút điện chạy lên. Rồi. Bây giờ phải đóng cái rờ le, nếu mà bật mà không đóng cái rờ le nó thì nó sẽ không có chạy được đâu. Đây. Bây giờ bạn thấy motor nó quay nè. À, tức là nó hư cái giờ rờ le nãy với lại là à, trong cái bên này hồi nãy như mình có vệ sinh cái cốt phải không? À, mình có vệ sinh cái phốt trong này nè. Mình bỏ dầu bỏ mỡ bò vô trong đây ha. Rồi bây giờ mình ráp lại nữa nha. Rồi xong rồi đó, như vậy là nó do nó bị hư cái công tắc này với lại cái rờ le kia. Rồi cộng thêm cái phần nó bị cứng này. Do đó là bây giờ mình đã vệ sinh xong hết rồi. Bây giờ máy đã hoạt động lại, bây giờ mình sẽ lắp vào thôi ha. Đối với các bạn mới thì mới mở tiệm thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư những máy nhỏ thôi, máy vừa cái túi tiền của mình. Hiện tại bây giờ ở trên mạng rất là nhiều, thì các bạn cứ search máy ép nhiệt hay là máy ép nhựa gì đó thì nó sẽ ra hàng loạt, rồi các bạn coi cái túi tiền của mình như thế nào. Còn những cái dòng nhỏ đó hồi xưa giờ mình không có xài nên mình sẽ không có đánh giá được là cái dòng nào nó bền, dòng nào nó tốt hết. Tuy nhiên có một cái máy nhỏ thì nó sẽ có những cái nhược điểm, ví dụ như là khi mà các bạn ép số lượng nhiều thì các bạn ép rất là khó khăn, có thể là nó bị cháy, nó nhiệt độ nó nóng hổ quá thì nó cháy keo, rồi số lượng ép thì không được nhiều. Tuy là nó là ép là nhanh, bật lên thì khoảng 5 phút gì đó là các bạn có thể ép được. Tuy nhiên là khi ép những cái dòng máy nhỏ thì các bạn chú ý. Còn đối với những cái dòng này thì nó có khống chế nhiệt độ, ví dụ khi mà nhiệt độ nó lên tới 100 mình muốn khống chế nhiệt độ thì mình sẽ bật qua chế độ là không cho tăng nhiệt độ nữa và giữ mức độ đó thôi. Rồi video của mình chia sẻ đến đây hết cho các bạn coi về cái máy ha. Rồi mình tạm dừng video ở đây nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.